xác định đường Tân Phúc Võng Phan là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện Ân Thi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Thực hiện dự án Tân Phúc Võng Phan, xã Hoàng Hoa 8 phải di chuyển khoảng 200 ngôi mộ, trong đó có 150 ngôi mộ nghĩa trang thôn An Bá, khoảng 50 ngôi mộ nằm rải rác ở thôn Đanh Xá và Minh Lý. Đến nay, dù đã nhận được tiền bồi thường hỗ trợ, nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa thể di chuyển mộ của người thân. Bởi khu nghĩa trang mới của thôn An Bá và diện tích mở rộng nghĩa trang thôn Minh Lý vẫn chưa hoàn thành thủ tục quy hoạch sử dụng đất. Đối với phía nam của cái cầu Tam Đô của con đường Tân Phúc Võng Phan của thôn Minh Lý và Đanh Xá, trước Tết Nguyên đán của Giáp Thìn thì các hộ cũng đã di chuyển các ngôi mộ này là về cái nghĩa trang đấy, cũ của các thôn. Đối với nghĩa trang An Bá thì chưa được phê duyệt cái vị trí của nghĩa trang mới. Vậy chúng tôi cũng đề nghị là các cấp có thẩm quyền cũng tạo điều kiện và đẩy nhanh tiến độ và phê duyệt cái vị trí nghĩa trang của thôn An Bá. Dự án đường Tân Phúc Võng Phan đoạn qua huyện Ân Thi có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 8 hectare. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã chi trả bồi thường hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp cho 920 trên 934 hộ, bồi thường hỗ trợ di chuyển 216 trên 322 ngôi mộ, đồng thời kiểm đếm và thẩm định phương án bồi thường đối với cây trồng. Riêng 62 hộ thuộc diện thu hồi đất ở, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành thông báo thu hồi và tiến hành kê khai kiểm đếm. Hiện tại, khó khăn lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc Võng Phan là việc xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất ở và quy hoạch đất để di chuyển mồ mả. Là đề nghị tỉnh sớm cho điều chỉnh cái quy hoạch sử dụng đất. Khi có quy hoạch sử dụng đất thì chúng tôi sẽ có kế hoạch sử dụng đất, sau đó chúng tôi mới ra quyết định thu hồi đất. Đối với lại các vị trí tái định cư thì chúng tôi đã ra quyết định thu hồi đất của từng hộ dân. Hiện nay thì đang chờ tiền để chúng tôi chi trả để bàn giao đất cho các cái đơn vị thi công về hạ tầng. Xác định đường Tân Phúc Võng Phan là dự án trọng điểm có nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huyện Ân Thi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng với phương châm khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó, giải quyết dứt điểm từng trường hợp. Huyện Ân Thi phấn đấu sớm hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.